Trong 4 tháng đầu năm 2023, mặc dù chịu tác động lớn do giá các sản phẩm dầu khí đều suy giảm mạnh, nhưng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong 4 tháng đầu năm. Các chỉ tiêu tài chính của Petro Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023 đã vượt cao so với kế hoạch và tích cực hơn so với đà suy giảm của giá dầu. Trong đó, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 262,2 ngàn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 36,6 ngàn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 18,2 ngàn tỷ đồng, vượt 77% kế hoạch và bằng 52% kế hoạch năm 2023. Trong tháng 5 và các tháng tiếp theo của năm 2023, Petro Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đảm bảo các điều kiện, giải pháp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, duy trì sản lượng khai thác, đảm bảo an toàn, ổn định, khả dụng cao của các nhà máy điện, tận dụng cơ hội thị trường khi nguồn cung ứng điện đang rất căng thẳng để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời cung cấp điện tối đa phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.